Chúng ta đến với cả phần quay xổ số kiến thiết miền StarCraft 2 thêm một lần lần nữa thôi. Không để các bạn phải chờ lâu nữa. Xem nào. Nào chúng ta các bạn nào đã thím Tèo đó nhỉ? Quên mất chúng ta phải gọi thím Tèo đã. Thím Tèo có online không nhỉ? Thím Tèo rồi. Thím Tèo lại chat à? À lại lag chat à? Lên PM thím Tèo tí. Thím Tèo chắc là lại lag chat rồi thưa các bạn, không thấy 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 thím Tèo đâu. Đây đây lên rồi, vâng. Bây giờ danh sách của tôi đã có mấy cái tên ấy ấy ở đây rồi. Một danh sách rất là dài. Tìm Tèo đã online nhưng mà như vậy là chúng ta sẽ có thể là bắt đầu chương trình của chúng ta ngay bây giờ được rồi. Trước khi bắt đầu chương trình thì tôi sẽ demo cho các bạn nhé. Việc đầu tiên của tôi làm là tôi sẽ phải có một cái danh sách các bạn khán giả ở trên chat room đúng không ạ? Tôi sẽ có cái danh sách này vào đấy, sau đó bắt đầu là việc tiếp theo của tôi đó, chỉ việc là tôi bấm vào cái nút để mà nó chọn random thôi. Tôi ấn là nút ấn này nhấp vào lại vàng đấy. Các bạn thấy không? Đấy, chúng ta đã nó random ra một cái tên, nó chọn ra một cái tên rồi. Nó sử dụng hiệu ứng ma trận. Tôi cũng không biết tên của nó là cái gì đâu nhưng mà tôi cứ tạm gọi là nó là ma trận đi, đúng không? Tại vì tôi nhìn thấy nó cũng giống giống. Thế là nó chọn ra một cái tên random trong tất cả các bạn khán giả đang có mặt ở trên chat room. Cái việc việc đầu tiên mà các bạn nào mà được random trúng tên đó, các bạn phải gửi cho tôi cái link Facebook của các bạn lên trên chat room. Chat room nào thì có hai chat room. Một là chat room của Thích mặc định rồi, nhưng mà anh này anh ấy hay lag chat lắm. Cho nên là tôi khuyên các bạn nên tham gia vào cái chat cái link mà tôi gửi này. Nó sẽ có một cái chat room nữa là cái chat room của anh Thích ạ. Sẽ ra anh Thích thì anh ấy đúng rồi, chính xác như bạn Kaito Kid. Hôm qua bạn ấy cũng vừa ăn được một cái giải rồi. Cái Thích nó ổn định hơn và nó không bị lag chat trong bất kỳ một trường hợp nào, tôi có thể đảm bảo cho các bạn như vậy. Vâng, tôi đã thấy bạn Khinh Vu Phi Dương rồi. Đúng rồi, thấy tên bạn ấy có trên có trong danh sách rồi nhá. Các bạn nào mà sợ lag chat thì các bạn nên 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 nên, nên vào nhá. Link này mình gửi lại một lần nữa cho các bạn này. Vâng, thấy cả lên Ken rồi. Xem nào. Để check lại xem có lên Ken chưa. Lên Ken. Đây rồi, có rồi. Vâng, rất nhiều các bạn đang ngồi check xem chat room của mình có bị lag không. Các bạn gửi cho tôi link Facebook xong thì công việc đầu tiên đó là thím Tèo thì mình sẽ ngồi check xem các bạn đã là check bước 1 đấy, theo tức là bước bước 1 thì yêu cầu của ban tổ chức là các bạn đã bấm like fanpage của cộng đồng StarCraft hay chưa. Like rồi hay là chưa thì sẽ được phân loại ra. Các bạn nào mà chưa like thì chúng ta quay tiếp để tìm bạn khác đã like. Còn quay rồi thì các bạn like rồi chúng ta sẽ đến ở bước 2 đó là phần xem các bạn đã share chưa. Đã share 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 tấm ảnh của chương trình hay chưa? Yêu cầu ấy chưa? Ừ, đúng rồi, anh em chat liên tục đi để còn biết là mình có bị lag chat hay không. Thunder á, Thunder Kang là chat thích là gì nhỉ? À, chat bên chat chat ở cái nick chat ở bên thích à, bên talk là gì nhỉ? Để mình còn 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 kiểm tra. Vâng, có một anh lại kêu bị lag chat rồi, anh gà súp ạ. Anh gà súp bị lag chat rồi. Anh ấy đã phải dùng bên 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 Twitch. À có rồi à. Ok. Nếu như không ai có ý kiến về việc là slot của mình có hay chưa thì mình sẽ bắt đầu chương trình quay số chúng quay số sổ số lô tô của chúng ta ngày hôm nay nhá. Vâng, bạn gà súp và bạn ấy
Mình có chưa? Anh Cường á, sẽ để search thôi mà. Anh Cường có rồi nhá, anh Cường 1412 1 à 14290 có rồi nhá. Tên em có chưa? Gà con á. Gà con này như có rồi. Có rồi nhá. Bì Nguyên à? Bì Nguyên chưa có nhá. À Bin Nguyên. Nhầm. Bin Nguyên cũng chưa có nhá. Bạn viết lại tên chính xác nha, không 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 search ra được tên nào như thế cả. Ở đây, đây có rồi. Có rồi. Rồi xong rồi nhá. Có rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với cả phần quay số. Chúng ta sẽ chơi trò ma trận nhá. Tôi đếm từ 1 đến 3. Chúng ta sẽ bắt đầu quay này. Phần thưởng cho bạn may mắn của ngày hôm nay sẽ là một phần quà của đơn vị tài trợ là CLF Store. Nào, bấm này. 3 2 1 chu. Vâng, bạn là 8 pung ạ. Bạn 8 pung ạ. Tìm tèo check xem bạn 8 pung có trên chat room không ạ. Có số 8. Thầy. Ngủ rồi. Không online. Tìm tèo rồi. Thì hình như tìm tèo bị lag chat rồi. Good night bạn đi. Vâng, khi mà trò chơi này khi mà chúng ta chơi cái trò này, tôi phát hiện ra là các bạn nào mà đã đi ngủ thì luôn 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 nhận được những cái lời chúc mừng ngủ, chúc ngủ ngon của các bạn khán giả khác ở trên chat room. Các bạn này mà biết số điện thoại của cái bạn 8 pung, chắc là bạn ấy sẽ gửi gửi tin nhắn thoại bài chúc bé ngủ ngon cho bạn này 8 pung này mất rồi. Gì đây? Link gì đây? Vâng, tìm tèo rồi. Ok. Rồi. Tiếp theo rồi. Có nhé. À rồi, có rồi nhá. Nào giờ chúng ta bắt đầu quay lượt tiếp theo nhá. Bấm quay này. 3 2 1 quay. Vâng, Mr. Quốc Bảo.